Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại Thạch Trủy Sơn, khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, Trung Quốc. Trước khi vào vụ án, cho Duy gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tình cảm và những lời chia buồn mà các khán thính giả đã gửi tới cho Duy trong những ngày qua, khi mà Duy về quê để lo việc gia đình và làm gián đoạn mất một khoảng thời gian về lịch đăng của Giải Mã Kỳ Án. Rất nhiều những lời bình luận động viên trên cộng đồng của kênh Giải Mã Kỳ Án và cả inbox riêng cho Duy qua Facebook để an ủi, chia sẻ chuyện buồn với Duy. Duy thực sự rất biết ơn tình cảm của các khán thính giả và không biết nói gì hơn là cảm ơn mọi người thật nhiều. Hiện tại Duy đã bắt đầu trở lại làm việc rồi ạ. Nhưng mà đôi khi có những buổi lễ của gia đình mà Duy cần phải làm tròn nhiệm vụ của mình, nên có thể lịch đăng trong thời gian tới sẽ không đều đặn như mọi khi. Nhưng Duy sẽ cố gắng hết sức. Rất mong mọi người có thể thông cảm cho Duy và các thành viên của Giải Mã Kỳ Án ạ. Và sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu với một vụ án mà hiện trường của nó có phần khá kỳ lạ và ám ảnh. Đây là một video khá dài kể về án mạng trong căn biệt thự mini 2 tầng ở Thạch Trủy Sơn, khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ. Vào lúc 10 giờ 6 phút sáng ngày 2 tháng 3 năm 2014, Trung tâm Chỉ huy 110 của Cảnh sát thành phố Thạch Trủy Sơn nhận được cuộc gọi khẩn cấp báo cáo một vụ án mạng xảy ra tại khu vực Vĩnh Khang Hoa Viên từ một người đàn ông trẻ tuổi. Ngay sau khi nhận được thông tin, Cảnh sát thành phố Thạch Trủy Sơn lập tức đến địa chỉ mà người đàn ông cung cấp. Như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình, hiện trường vụ án là một căn biệt thự 2 tầng có sân vườn. Nó nằm trong khu biệt thự, các nhà xung quanh đều là những gia đình giàu có. Căn nhà đã xây xong, nhưng còn sân vườn và tiểu cảnh vẫn đang trong quá trình hoàn thiện dần. Chủ nhà là một cặp vợ chồng trung niên họ Vương, người chồng 57 tuổi, vợ 55 tuổi, hai người kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống và khách sạn ở địa phương. Thường ngày thì chỉ có hai vợ chồng sống ở đây, con cái đã lớn và đi làm ăn ở xa hết rồi. Hiện trường chính nằm ở phòng ngủ trên tầng 2. Dưới đất, vị trí ngay sát bên cạnh giường có một vũng máu đã đông lại chứ chưa khô hẳn. Quan sát vết máu này, chúng ta có thể thấy nó dường như chảy tràn từ trên giường xuống. Nhưng bởi vì lớp bọc đệm này làm bằng da nhân tạo nên máu không thấm vào bên trong. Vì thế nó chảy tràn qua bên hông đệm và thành giường, tạo thành vết máu kéo dài. Nhưng ở đệm và thành giường lại không có dấu vết gì giống như máu đã chảy qua đây rồi tràn xuống sàn. Như vậy chỉ có một tình huống, hung thủ đã lau máu ở đệm và thành giường. Hãy tiếp tục quan sát với Duy. Ở trên tường và trên các đồ đạc xung quanh, khắp nơi có nhiều vết máu bắn tung tóe. Có thể thấy rõ ràng là dạng giọt bắn trực tiếp, chứng tỏ nạn nhân đã đứng hoặc ngồi ở các vị trí này khi bị tấn công. Người đầu tiên phát hiện án mạng là người giúp việc họ Lâm của gia đình. Buổi sáng hôm đó, bà Lâm đến dọn dẹp nhà cửa như thường lệ. Khi lên tới tầng 2 thì phát hiện cửa phòng tắm bị khóa từ phía ngoài, phải tìm chìa để mở. Điều này rất bất thường, vì chủ nhà không bao giờ khóa cửa phòng tắm từ bên ngoài như vậy. Khi đó, bà Lâm thấy cửa phòng ngủ của chủ nhà không khóa. Bà ấy liền gọi to mấy câu, không có ai trả lời, nên đẩy cửa đi vào kiểm tra. Khi bước vào trong phòng ngủ, bà ấy không thấy chủ nhà đâu, nhưng mà những vết máu khắp nơi trên tường và sàn nhà khiến bà ấy hoảng sợ, vội vã gọi điện cho cháu ruột của nạn nhân sống ở gần đó đến kiểm tra. Sau khi người cháu ruột này tới và tìm được chìa khóa mở cửa phòng tắm, thì thấy thi thể của vợ chồng chú ruột nằm trên sàn. Cả hai thi thể đều ướt sũng nước và được phủ lên bởi một chiếc chăn. Khi lật lớp chăn lên, hai người đều khỏa thân hoàn toàn. Mặc dù cảnh sát đã nắm được một số thông tin hiện trường qua cuộc gọi báo án của cháu ruột nạn nhân, nhưng cảnh tượng kinh hoàng và có phần kỳ lạ ở vụ án này khiến cảnh sát cảm thấy bàng hoàng. Nơi xảy ra vụ án nằm ở khu vực trung tâm sầm uất của thành phố Thạch Trùy Sơn. Tình hình an ninh trật tự luôn rất tốt. Xung quanh là các khu chung cư cao tầng, quán xá, chợ, trường học và trụ sở cảnh sát. Vụ án mạng nghiêm trọng này đã khiến dư luận xôn xao. Cảnh sát nhanh chóng thành lập tổ chuyên án 302 và gấp rút triển khai công tác điều tra phá án. Tính từ năm 2008 đến năm 2014, Thạch Trùy Sơn chưa từng xảy ra vụ án mạng nào mà hung thủ giết cùng một lúc hai người như vậy, nên vụ việc được cảnh sát các cấp từ huyện, thành phố và tỉnh đặc biệt lưu tâm điều tra. Khám nghiệm hiện trường cho thấy trong phòng ngủ và hành lang tầng 2 có dấu hiệu rõ ràng của việc vật lộn. Trong phòng tắm, nạn nhân nam nằm hướng đầu ra cửa. Trên thi thể anh ấy có nhiều vết dao đâm, với một vết thương chí mạng ở ngực gây vỡ đáy tim. Hung khí là một con dao nhọn, lưỡi dài khoảng 12 đến 13 cm.
Trên người nạn nhân nữ có vết xiết rõ ràng ở cổ. Nhìn sơ bộ thì phán đoán có lẽ là chết vì ngạt thở. Do người đầu tiên phát hiện án mạng là người giúp việc, nên bà ấy đã gọi cho cháu ruột nạn nhân tới. Rồi sau khi báo án, gia đình nạn nhân cũng không bảo vệ hiện trường. Vậy nên lúc mà cảnh sát tới nơi, thì đã có hơn chục người là hàng xóm và họ hàng của nạn nhân đã có mặt ở căn nhà và ra vào hiện trường. Điều này khiến hiện trường ban đầu bị phá hủy khá nhiều. Một số dấu vết như dấu chân bị dẫm đạp lên, chồng chéo và xóa mờ. Dấu vân tay nếu có cũng về cơ bản đã không còn phân biệt được nữa do bị chạm lên, di qua di lại khiến nó nhòe đi. Trong chiếc máy giặt ở phòng tắm chất đống quần áo của nạn nhân, đều là quần áo đã giặt nhưng chưa phơi. Không tìm thấy quần áo ngủ của nạn nhân mặc trên người khi đó. Chẳng lẽ hung thủ đã mang theo? Chứ không lẽ sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ lại cởi quần áo của hai người rồi bỏ vào máy giặt và khởi động máy? Điều này không hợp lý. Việc hắn xả nước lên người hai nạn nhân có thể phán đoán là muốn nhằm mục đích xóa dấu vết và hủy hoại bằng chứng DNA của hắn để lại nếu có. Trên tường phòng ngủ có một vùng lớn bị lau bằng nước, tạo thành những vết loang lổ. Khi dọi đèn vào, có thể nhìn thấy rõ vân máu vẫn còn tạo vệt. Đây chính là nơi hung thủ đã lau những vết máu bắn trước khi rời đi. Hiện trường bị phá hoại nghiêm trọng do hung thủ đã rất cẩn thận lau dọn sau khi ra tay. Và có phần là do cả những người thân của ông bà Vương đã ra vào hiện trường. Cảnh sát khoanh rất nhiều dấu vết trên sàn nhà, hành lang, nhưng tạm thời chưa xác định được đâu là dấu vết thật sự của hung thủ và đâu là dấu vết do người ra vào hiện trường để lại. Sau khi khám nghiệm kỹ hiện trường, cảnh sát nhận thấy tất cả những vật chứng, chứng cứ trong căn nhà đều bị kẻ sát nhân dọn sạch mang đi. Còn những thứ không thể mang đi được thì hắn sẽ rửa sạch tại hiện trường. Kể cả hai thi thể của nạn nhân, hắn cũng kéo vào trong nhà tắm dùng nước xả lên. Những hành vi này đã làm cho hiện trường gần như không còn manh mối gì về kẻ sát nhân. Trong nhà thì hắn xóa dấu vết kỹ lưỡng như vậy rồi. Vậy còn bên ngoài thì sao? Chúng ta hãy cùng quan sát hiện trường bên ngoài ngôi nhà với Duy. Ở cánh cửa ra vào của nhà nạn nhân, lưới sắt chống trộm đã bị cắt đứt. Và ngay trên lưới sắt bị cắt tua rô ra còn mắc lại vài sợi vải vụn. Khả năng cao là sợi vải trên tay áo của hung thủ đã bị mắc lại đây trong quá trình hắn đưa tay vào lỗ thủng này để mở khóa từ bên trong. Có thể thấy đây là dấu hiệu rõ ràng của việc cậy phá cửa. Tuy trên cửa còn dính một số sợi vải như vậy, nhưng mà tất cả các mảnh vụn của lưới sắt bị cắt rời ra và nó đáng ra phải rơi lại trên sàn thì đều biến mất. Như vậy có thể thấy là những mảnh lưới sắt đã bị nghi phạm cẩn thận dọn dẹp và mang đi. Trong sân nhà nạn nhân, khu vực này còn đang hoàn thiện nốt sân vườn và tiểu cảnh, nên còn nền đất chưa có lát gạch. Ở đây cảnh sát phát hiện ra có một số dấu dép lê chồng chéo lên nhau, nhưng chỉ là của cùng một đôi dép. Cỡ chân này của nam giới trưởng thành. Cảnh sát phán đoán hung thủ đã theo dõi, đi vòng qua vòng lại và rình rập ở đây từ trước khi cắt lưới cửa chống trộm để vào nhà. Rõ ràng hắn đã cẩn thận chờ đợi thời cơ trước khi ra tay. Và từ các dấu vết để lại thì khả năng cao là hắn gây án chỉ có một mình. Theo như người nhà của nạn nhân cho biết, ông bà Vương rất giàu có. Trong nhà có cất giữ một lượng lớn vàng bạc, đá quý và tiền mặt. Tuy không xác định được cụ thể là bao nhiêu, nhưng hiện tại những thứ này đều đã biến mất. Cùng với đó là thẻ ngân hàng, điện thoại di động của nạn nhân cũng không thấy đâu. Nạn nhân thường đeo một chiếc vòng ngọc xanh trên tay, nhưng hiện giờ đã biến mất. Chắc chắn cũng là do hung thủ lấy đi. Ngoài tài sản trong nhà, chiếc xe Audi A6 thường ngày ông Vương hay đậu xe trước cửa nhà cũng biến mất trong đêm hôm đó. Và khá chắc chắn, chiếc xe này là do nghi phạm lấy trộm. Lúc này, đối với tổ chuyên án, việc truy tìm người theo tung tích của chiếc xe Audi sẽ mở ra một bước đột phá mới cho việc phá án. Nhưng do lúc đó trong khu chung cư đang sửa chữa đường ống cống, nên dây camera giám sát của khu chung cư bên cạnh bị đào đứt hết. Còn khu nhà biệt thự đang hoàn thiện dần nên chưa lắp camera. Vậy nên góc quay trực diện ở gần là không có. Cảnh sát ngay lập tức trích xuất camera giám sát giao thông ở các ngã ba, ngã tư xung quanh để tìm kiếm chiếc xe Audi biển số đuôi 77 của ông Vương. Camera giám sát cho thấy khoảng hơn 5 giờ 20 phút sáng ngày 1 tháng 3, chiếc xe Audi của nạn nhân rời khỏi khu nhà. Do lúc đó trời mùa đông, thời tiết lạnh nên hơn 5 giờ vẫn còn như ban đêm. Thêm nữa là ánh sáng đèn đường không tốt lắm, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ, ở ghế lái có một người.
Đến 6 giờ 44 phút sáng, nghi phạm lái chiếc xe Audi dọc theo đường Trường Khánh rẽ vào quốc lộ 110 từ thành phố Thạch Trụy Sơn lao về phía Bắc. Tới 7 giờ 3 phút, chiếc xe của nạn nhân đi qua đường Than Đá, khu Huệ Nông, thành phố Thạch Trụy Sơn. Nhưng sau khi nó đi qua giao lộ với quốc lộ 110 ra hướng ngoại thành thì mất dấu. Từ hướng đi của chiếc xe, tổ chuyên án phán đoán nghi phạm có thể tiếp tục đi về phía Bắc dọc theo quốc lộ 110, có lẽ là hướng về phía Nội Mông. Xoay quanh việc chiếc xe Audi bị đánh cắp và bị mất dấu tại ngã tư giao lộ, cảnh sát mở rộng phạm vi truy vết trên camera trong quãng đường hơn 50 km về phía Bắc. Cuối cùng, trong một video giám sát tại trạm thu phí lúc 8 giờ 43 phút, lại một lần nữa phát hiện ra hình ảnh của chiếc xe Audi bị đánh cắp. Nghi phạm tiếp tục lái xe đi vào hướng thành phố Ô Hải, khu tự trị Nội Mông. Tổ chuyên án đã yêu cầu cảnh sát Ô Hải hỗ trợ việc trích xuất camera giám sát giao thông trong khu vực Ô Hải để tiến hành dò tìm chiếc xe nghi phạm lái đi. Và họ tìm thấy trong lúc 9 giờ 1 phút sáng ngày 1 tháng 3, trong camera giám sát giao thông ở địa phận Ô Hải, chiếc xe lại xuất hiện. Và đây là lần đầu tiên cảnh sát có được góc chụp trực diện của chiếc xe bị đánh cắp. Từ hình ảnh camera ghi lại, có thể thấy rõ nghi phạm ngồi trên ghế lái, ghế phụ phía trước bỏ trống. Mặc dù tấm chắn nắng ở kính trước xe đã che gần hết khuôn mặt của nghi phạm, nhưng cảnh sát vẫn có thể nhìn ra nghi phạm là nam giới, khoảng tầm 40 tuổi, đeo khẩu trang đen, mặc quần áo tối màu. Tuy vậy, những đặc điểm này vẫn còn rất hạn chế và mơ hồ để có thể xác định danh tính nghi phạm. Cảnh sát cần tiếp tục truy tìm hành tung của chiếc xe Audi bị đánh cắp và hy vọng sẽ tìm kiếm được những góc chụp rõ nét hơn. Tiếp tục trong một camera giám sát khác vào lúc 9 giờ 9 phút sáng ngày 1 tháng 3. Chiếc xe Audi từ quốc lộ 110 rẽ vào đường Bắc Hoàn, khu vực quận Âu Đạt, thành phố Âu Hải. Đến 9 giờ 14 phút chạy qua giao lộ Thụy Lệ Tân Thôn, rẽ vào đường Đoàn Kết. Sau đó khi chiếc xe rẽ vào đại lộ Lâm Lâm thì một lần nữa mất dấu. Cảnh sát tiếp tục truy tìm xung quanh ngã tư nơi chiếc xe Audi biến mất và phán đoán tuyến đường di chuyển của nó. Khả năng là vẫn hướng về phía Bắc, nhưng họ hoàn toàn không tìm được hình ảnh nào khác về chiếc xe sau thời điểm này nữa. Tuy vậy, khi xem xét các video trên camera của khu vực này, thì tại giao lộ giữa quốc lộ 110 và đường Bắc Hoàn, lúc 10 giờ 8 phút là khoảng gần một tiếng từ khi chiếc xe mất dấu, cảnh sát phát hiện một người đàn ông khả nghi. Anh ta đeo khẩu trang và liên tục nhìn quanh. Mọi người nhìn cái đoạn đường này nó có quen không ạ? Đây chính là đoạn đường mà lúc nãy nghi phạm đã lái xe đi qua vào lúc 9 giờ 9 phút sáng. Còn bây giờ thì người đàn ông mặc đồ đen đang đi bộ ngược lại so với lộ trình di chuyển của chiếc xe cách đây gần một tiếng. Anh ta vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc một cách bất thường. Thực ra khi chúng ta đi bộ qua giao lộ mà nhìn quanh thì nó cũng không có gì lạ đâu. Để quan sát xe khi qua đường, chứ không người ta ủi cho thì sao? Nhưng vấn đề là kể cả khi chưa tới điểm giao lộ, hãy nhìn từ quãng này, anh ta đang đi bộ bên phải sát lề đường, nhưng vẫn ngó ngang ngó dọc liên tục. Dường như tâm lý có gì đó hồi hộp, lo lắng và đề phòng thì đúng hơn là đang quan sát với mục đích chuẩn bị qua đường. Cảnh sát đã so sánh hình ảnh của người đàn ông này với hình ảnh của nghi phạm trong xe Audi. Thấy trang phục cơ bản là giống, lại cùng đeo khẩu trang đen, áo khoác sẫm màu. Khả năng cao người này chính là nghi phạm lái xe trước đó. Ở giao lộ này, sau khi đi ngang qua, thì sẽ đến một trạm xe buýt công cộng cách đó chỉ vài chục mét. Nhưng kể từ thời điểm người này đi ngang qua giao lộ thì không thể tìm thấy bất cứ hình ảnh nào khác của anh ta, dù khu vực này khá nhiều camera. Vậy nên cảnh sát cho rằng có thể anh ta đã lên xe buýt rời đi. Căn cứ vào việc nghi phạm đi bộ ngược lại quãng đường mà hắn vừa lái xe qua, cảnh sát cho rằng nhất định hắn đã bỏ lại chiếc xe Audi ở đâu đó gần đây để tiếp tục bỏ trốn bằng phương tiện công cộng. Nếu thế thì theo suy luận, chiếc xe bị đánh cắp rất có thể là đang ở đâu đó quanh điểm giao lộ Bắc Hoàn của quốc lộ 110, chứ không quá xa. Ngày 2 tháng 3 là một ngày sau vụ án mạng. Với sự phối hợp của cảnh sát Ô Hải, tổ chuyên án đã tìm kiếm và rà soát trong hơn 5 giờ liên tiếp khắp khu vực giáp danh thành thị và nông thôn của khu Âu Đạt, đặc biệt chú ý dọc theo quốc lộ 110 và giao lộ Bắc Hoàn. Đến tối hôm đó, trên bãi đất trống gần một khu chung cư đang xây dựng, cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe Audi bị đánh cắp. Từ thời điểm gây án cho tới lúc tìm thấy chiếc xe nghi phạm bỏ lại đã hơn 30 tiếng đồng hồ. Nghi phạm đã đi đâu? Sau khi kiểm tra,
thì thấy hắn đã rút chìa khóa xe để cầm theo, thì liệu hắn ta có quay lại lấy xe nữa không? Nếu như hắn quay lại lấy xe, thì trường hợp này quá là thuận lợi để bắt giữ rồi. Nhưng tỷ lệ này rất thấp trong các trường hợp tội phạm bỏ xe. Tuy vậy, nhưng cảnh sát vẫn bố trí theo dõi và chờ đợi. Nhưng từ đêm cho đến khi trời sáng, cảnh sát không thấy người khả nghi nào xuất hiện gần chiếc xe Audi. Cùng lúc đó, một nhóm cảnh sát khác vẫn tiếp tục rà soát các camera giám sát và đi thăm dò thực tế để tiếp tục tìm kiếm tung tích của nghi phạm. Cảnh sát cho rằng khả năng cao là nghi phạm đã lên xe buýt. Nhưng mà điểm giao lộ này có cả chục tuyến xe buýt chạy qua và mỗi xe buýt lại có tuyến đường riêng. Vậy thì làm sao để biết được hắn đã lên số hiệu xe nào và đi theo hướng nào? Lúc này có một người đàn ông trung niên sống ở khu vực gần bến xe buýt phản ánh với cảnh sát rằng vào sáng ngày 1 tháng 3, anh ấy nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo giống nghi phạm đi lên xe buýt từ điểm giao lộ quốc lộ 110 và đường Bắc Hoàn. Và anh ấy chắc chắn đó là tuyến xe buýt đi về hướng khu Hải Bột Loan, thành phố Âu Hải. Người đàn ông này nhớ chính xác được như vậy là bởi vì hôm đó, sau khi ăn trưa sớm, thì hơn 10 giờ sáng, anh ấy đưa con gái ra tuyến xe buýt này để đầu giờ chiều đi thi. Lúc đó thì vừa lên xe, con gái anh đã va phải người đàn ông này, đang vội vàng chen lên xe. Chuyện va chạm như thế khi chen chúc lên xe thì cũng không có gì, nhưng con gái của anh ấy vốn học top của trường, mà hôm đó đi thi lại làm bài không tốt. Khi đó thì người đàn ông này nghĩ lại, anh ấy mới nhớ người đàn ông mặc nguyên một cây đen, ngay đến cả cái khẩu trang cũng đen luôn. Người này đã va phải con gái anh khi lên xe hôm đó. Do anh ấy cũng khá duy tâm nên hậm hực nói với cảnh sát rằng người đâu mà ăn mặc từ đầu đến chân đen như chó mực như vậy thì đó là điều không may mắn. Lại còn va phải con gái anh ấy nên con bé bị lây vận xui và thi cử không thuận lợi. Chính vì vậy mà anh ấy vẫn còn nhớ rõ được câu chuyện này và hình dáng của người đàn ông hôm đó. Vậy thì như nhân chứng cung cấp, nghi phạm từ tuyến xe buýt ở giao lộ Bắc Hoàn đã lên xe đi đến khu vực Hải Bột Loan. Tuyến đường này dài hơn 20 km sẽ vào bến cuối. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng nghi phạm có thể xuống xe giữa đường. Dựa trên thông tin này, tổ chuyên án quyết định điều tra dọc theo tuyến đường dài hơn 20 km của chiếc xe buýt và kiểm tra tất cả các mắt camera giám sát giao thông dọc đường. Vào ngày 3 tháng 3, tức là đã 2 ngày kể từ thời điểm xảy ra vụ án, cảnh sát phát hiện thẻ ngân hàng của nạn nhân đã phát sinh giao dịch tại khu Hải Bột Loan. Thời điểm rút tiền là từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa ngày 1 tháng 3, tức là sau khi hắn giết hai nạn nhân chỉ khoảng nửa ngày. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, thẻ ngân hàng của nạn nhân đã được sử dụng để rút tiền tại nhiều máy ATM khác nhau trên đường nhân dân. Lúc đó, thông qua việc trích xuất video giám sát từ các máy ATM của các ngân hàng vào thời điểm phát sinh giao dịch, cảnh sát thấy rằng nghi phạm không chỉ đeo khẩu trang mà hắn còn đội tóc giả, nhìn khá lòa xòa. Thông qua so sánh các video, cảnh sát xác nhận người rút tiền cũng chính là người lái xe Audi của nạn nhân. Tổ chuyên án nhanh chóng rà soát khu vực Hải Bột Loan để xem nghi phạm sau khi rút tiền đã đến những nơi nào và làm những gì. Tiếp theo từ 3 giờ đến 5 giờ chiều ngày 1 tháng 3, nghi phạm xuất hiện nhiều lần tại khu thương mại gần đường Nhân Dân và đường Tân Hoa, khu Hải Bột Loan. Hắn ta lần lượt vào 3 tiệm vàng lớn ở khu vực này để mua vàng bạc đá quý. Nhân viên tiệm vàng kể lại, vì tóc giả của người đàn ông này đội không kỹ, phía sau gáy để lộ ra hẳn một khoảng, có thể nhìn ra rõ ràng đó là tóc giả. Việc nghi phạm ngụy trang lộ liễu như thế đã khiến nhân viên tiệm vàng cảnh giác và rất căng thẳng. Hơn nữa, khi bước vào cửa hàng, lại đeo khẩu trang đen gần như che kín mặt. Như đoạn camera mà chúng ta đang thấy, hắn còn đeo găng tay len màu đen, dường như vừa muốn che giấu kỹ nhất về diện mạo, rồi lại còn đeo găng tay, tránh để lại dấu vân tay. Khi nhân viên đưa cho hắn xem các món trang sức để lựa, hắn cũng chỉ tháo một bên găng ra và cầm rất cẩn thận, thậm chí có lúc không tháo găng luôn như đoạn video này. Vậy nên nhân viên các tiệm vàng ở đây đều sợ bị cướp, lúc đó họ đều rất căng thẳng và đề phòng người đàn ông này. Tuy nhiên hắn ta lại tiêu rất nhiều tiền trong ba cửa hàng. Ở cửa hàng mà hắn mua ít nhất cũng là hết 30.000 tệ, khoảng hơn 100 triệu tiền Mỹ. Còn cửa hàng hắn tiêu nhiều hơn thì đến 60.000 tệ, là khoảng hơn 200 triệu tiền Mỹ. Tại ba tiệm vàng này, ngoài dùng tiền mặt ra thì nghi phạm đã sử dụng thẻ ngân hàng của nạn nhân, chi tiêu thêm 26 vạn tệ và ký tên trên hóa đơn bán hàng là Vương Đại Lực. Sau khi ra khỏi tiệm vàng, nghi phạm bắt xe đến ga tàu hỏa Âu Hải.
Lúc 5 giờ 27 phút chiều ngày 1 tháng 3, nghi phạm xuống xe ở đường ga tàu, vào phòng vé ga tàu hỏa. 5 giờ 34 phút là khoảng 7 phút sau, hắn ra khỏi phòng vé, rồi lần nữa biến mất khỏi video giám sát không dấu vết. Vậy trong suốt thời gian hắn loanh quanh ở đây, hắn không có xe. Nếu muốn di chuyển thì phải sử dụng xe ôm hoặc taxi. Vậy thì người tiếp xúc với nghi phạm có lẽ là tài xế taxi trong khu vực ga tàu hỏa. Cảnh sát đã tìm các tài xế taxi trong khu vực và hỏi về nghi phạm trong camera. Sau khi nhìn lướt qua, một người tài xế nói rằng có một người đàn ông đội tóc giả, đeo khẩu trang đen kín mít tới hỏi anh ấy là bây giờ có đi đến thành phố Ngân Xuyên không. Tài xế taxi này khi quan sát thấy khách hàng đội tóc giả có vẻ như che chắn, ngụy trang rõ ràng như vậy nên anh ấy đã cảnh giác không nhận chuyến này vì sợ có biến. Và mặc dù không nhận cuốc xe, nhưng do tò mò khi thấy người đàn ông lạ mặt này ngụy trang bằng mái tóc giả kiểu ngáo ngáo vậy nên tài xế rất để ý nhìn theo. Anh ấy thấy người này đi bộ một quãng nữa rồi lên một chiếc taxi khác. Dựa trên thông tin do tài xế taxi cung cấp, tổ chuyên án đã trích xuất camera giám sát giao thông xung quanh ga tàu hỏa Âu Hải và tìm thấy một đoạn video khác ghi lại hình ảnh nghi phạm lên một chiếc taxi biển số đuôi 11 vào lúc 5 giờ 40 phút chiều. Chiếc xe chạy dọc theo đường Tân Hoa, thành phố Âu Hải rồi rẽ vào đường cao tốc Kinh Tạng. Tại lối ra trạm thu phí Bình La, đường cao tốc Kinh Tạng, có thể thấy rõ nghi phạm đang ngồi ở ghế phụ. Điều khiến cảnh sát bất ngờ là chiếc xe taxi không đi thẳng đến Ngân Xuyên như lời người tài xế nhân chứng cung cấp, mà là quay trở lại khu vực thành phố Thạch Trụy Sơn, tức là nơi hắn ta sát hại ông bà Vương. Cho tới 7 giờ 24 phút tối, chiếc taxi chở nghi phạm dừng lại ở gần chợ Hoàng Hà, khu đại ngũ khẩu của thành phố Thạch Trụy Sơn. Tại đây, hắn ta đi vào một khu chung cư, và vài phút sau thì đi ra, đeo theo một chiếc túi trên lưng. 7 giờ 34 phút tối là 10 phút sau, nghi phạm lại lên chiếc taxi có biển số đuôi 11. Chiếc xe quay đầu vòng lại và rời khỏi thành phố Thạch Trụy Sơn để đến thành phố Ngân Xuyên. 8 giờ 41 phút tối, nghi phạm tới thành phố Ngân Xuyên. Hắn xuống xe trước khu chung cư Hạo Thiên Đại Viện, sau đó hắn vào khu chung cư này. Ở góc quay tiếp theo, chúng ta có thể nhìn thấy hắn xách theo túi, cặp sách, các đồ đạc lỉnh kỉnh đi qua cổng chung cư. Và hơn 10 phút sau, lúc 8 giờ 55 phút tối, hắn lại xuất hiện ở cổng chung cư Hạo Thiên Đại Viện. Lúc này, hắn ta đã bỏ đi găng tay, khẩu trang và tóc giả dùng để ngụy trang. Hắn mang theo một chiếc túi đeo chéo và cầm theo vài chiếc túi sách. Lát sau khi quay trở ra, nghi phạm không đi xe nữa mà đi bộ vào một khu trung tâm mua sắm gần đó. Video giám sát của cửa hàng quần áo cho thấy, nghi phạm đã mua áo khoác, áo sơ mi, quần dài, giày thể thao và thậm chí cả thắt lưng cũng được thay mới hoàn toàn. Sau đó, nghi phạm lại quay trở lại khu chung cư Hạo Thiên Đại Viện. Sau khi vào Hạo Thiên Đại Viện thì không lâu sau lại đi ra lần nữa. Hắn tiếp tục đi bộ đến khu vực Qua Từ Thôn rồi đi vào một tòa nhà, sau đó mất dấu lần nữa. Dựa trên thông tin biển số xe có đuôi là 11 đã chở nghi phạm, cảnh sát nhanh chóng tìm được tài xế taxi này. Theo lời kể của tài xế, anh ấy gặp nghi phạm khi hắn đang đón xe ở ga tàu hỏa Âu Hải. Anh ấy cũng phát hiện ra người đàn ông này đội tóc giả. Nhưng được cái là người tài xế này rất lạc quan, nên anh ấy không nghi ngờ gì cả, mà chỉ nghĩ là khách hàng của mình bị hói nên đội tóc giả thôi. Anh ấy còn chỉ cho khách hàng là tóc giả đội bị lệch rồi, soi vào gương xe chỉnh lại đi cho đẹp trai. Tài xế này còn kể rằng, sau khi lái xe đi được một quãng thì có thêm hai người đàn ông khác vẫy xe, vẫy kiểu gần như nhao ra đường để chặn xe luôn, nên anh ấy nghĩ rằng có lẽ là bạn của khách trên xe. Anh ấy có quay sang hỏi thì người đàn ông đó không nói gì, chỉ gật đầu. Vì vậy mà anh ấy đã mở cửa đón thêm hai người đàn ông đó lên xe. Trên đường đi, ấn tượng của anh ấy là khách hàng luôn im lặng, kể cả hai người mới lên xe cũng không nói gì luôn. Được một quãng cỡ 1 km thì hai người đó xuống xe, chỉ còn nghi phạm đi tiếp. Thông qua video giám sát này, đúng là có thể thấy lờ mờ ở trong ghế sau xe quả thực còn có người khác. Nhưng mà như những thông tin trước đó đều cho thấy nghi phạm gây án một mình. Vậy hai người đàn ông đi cùng nghi phạm rốt cuộc là ai? Và họ có phải là đồng bọn của hắn không? Ngay chiều hôm đó, cảnh sát dò tìm trên camera và một số biện pháp nghiệp vụ. Họ tìm thấy hai người đàn ông đi cùng xe với nghi phạm. Người đàn ông trẻ tuổi này không phải là người địa phương,
Anh ta nói không có quen biết gì với nghi phạm cả và cho biết sự việc hôm đó chỉ là anh ta và người bạn tình cờ lên phải một chuyến xe ghép ngẫu nhiên. Khi đó cũng đang vội nên thấy chiếc taxi này chạy tới, anh ấy vẫy thì xe cũng dừng, nên anh ta và bạn cũng cứ thế lên xe. Sau khi lên xe mới thấy ghế phụ trước đã có người, tức là đã lên nhầm xe đang có khách. Khi đó anh ta không hiểu sao xe có khách rồi mà tài xế lại đón thêm khách khác như vậy. Trong lòng cảm thấy không thoải mái nhưng cũng không hỏi gì. Khi đi chừng 1 km thì hai người này liền xuống xe và đưa cho tài xế một ít tiền. Họ đã tìm xe khác để đi tiếp. Sau khi xác minh, thấy những thông tin người thanh niên này cung cấp là sự thật, chỉ là một tình huống tình cờ hy hữu. Khi tiếp tục điều tra, cảnh sát thấy từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 3, nghi phạm thường xuyên đi đi lại lại giữa khu chung cư Quốc Tử Thành và Hạo Thiên Đại Viện, đồng thời rút tiền của nạn nhân từ máy ATM của nhiều ngân hàng khác nhau. Theo điều tra tới thời điểm ngày mùng 3, nghi phạm đã rút tổng cộng hơn 35 vạn tệ và tiêu xài một số tiền mặt khá lớn ở các cửa hàng vàng. Căn cứ vào lộ trình di chuyển của nghi phạm, có vẻ như hắn sẽ không di chuyển về hướng Âu Hải nữa. Vậy nên tổ chuyên án cho rằng khả năng nghi phạm quay lại Âu Hải để lấy chiếc xe Audi bị đánh cắp gần như là bằng không. Vì vậy, với sự hỗ trợ của cảnh sát Âu Hải, tổ chuyên án đã tiến hành khám nghiệm kỹ lưỡng chiếc xe Audi này. Tuy nhiên, cũng giống như ở hiện trường hai nạn nhân bị sát hại, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ manh mối giá trị nào trong xe. Nghi phạm đã dọn dẹp cẩn thận bên trong xe trước khi vứt xe lại ở bãi đất trống. Lúc này tại thành phố Ngân Xuyên, tổ chuyên án đã xác định được nơi ở của nghi phạm là ở chung cư Hạo Thiên Đại Viện. Nhưng mà chung cư này đang được sửa chữa nên khu chung cư Quốc Tử Thành mới là nơi ở thường xuyên của hắn ta. Qua theo dõi tại chung cư Quốc Tử Thành, thấy hắn đang ở tại một căn hộ 2 phòng ngủ. Ở đây là nhà kiểu thuê ghép. Có một nữ sinh địa phương thuê chung nhà với nghi phạm, mỗi người một phòng ngủ riêng. Điều này gây ra khó khăn lớn cho công tác bắt giữ tiếp theo của cảnh sát. Nghi phạm đang sống ở tầng 11 và ở chung với một người khác. Để đảm bảo an toàn cho người trong chung cư và đặc biệt là người thuê nhà chung với hắn, sau khi phân tích và nghiên cứu kỹ lưỡng, tổ chuyên án quyết định trước tiên sẽ theo dõi chặt chẽ, chờ thời cơ thích hợp rồi mới bắt giữ. Sau khi bàn bạc, cuối cùng cảnh sát quyết định đợi đến sáng hôm sau mới bắt giữ. Dựa vào cấu trúc và sơ đồ của khu chung cư này, cảnh sát chia thành 3 nhóm. Một nhóm theo dõi trong phòng camera giám sát của khu chung cư để cập nhật bao quát được tình hình và dùng bộ đàm để thông báo cho các nhóm khác hành động. Nhóm cảnh sát thứ hai phục kích ở tòa nhà đối diện với tòa nhà của nghi phạm. Họ cũng ở trong tầng 11. Nơi này đối diện ngay cửa sổ của phòng nghi phạm bên kia, có thể quan sát được rõ mọi hành động của nghi phạm trong phòng. Nhóm thứ ba nhận nhiệm vụ trực tiếp bắt giữ. Họ tập trung ở tòa nhà mà nghi phạm đang thuê. Hơn 5 giờ 50 phút sáng ngày 5 tháng 4, cảnh sát phục kích ở tòa nhà đối diện, phát hiện đèn trong nhà nghi phạm sáng lên. Họ cứ nhìn chằm chằm vào cửa sổ bên đó, không dám lơ là. Rồi họ nhìn thấy một người đàn ông đi qua đi lại trong phòng một lúc lâu. Rồi sau đó đèn lại tắt. Người này đi ra cửa, như vậy là hắn chuẩn bị xuống tầng. Lúc này cả ba nhóm cảnh sát lập tức chuẩn bị sẵn sàng bắt giữ. 6 giờ 36 phút sáng, nghi phạm bước vào thang máy và bấm số tầng. Nhưng chỉ 4 giây sau, hắn bước ra khỏi thang máy. Hắn đi bộ trên hành lang ra ngoài thang bộ. Ngay khi hắn mở cánh cửa, chúng ta có thể nhìn thấy từ phía sau. Hai cảnh sát phục kích ở hành lang lao lên. Họ nhanh chóng ghì nghi phạm xuống đất và khống chế được hắn. Sau khi bắt giữ được nghi phạm, cảnh sát lục soát trong túi mà hắn mang theo, tìm thấy 10 thẻ ngân hàng, nhiều tiền mặt, vài hóa đơn mua vàng và đá quý tại tiệm vàng ở thành phố Âu Hải, cũng như hóa đơn ký nhận khi sử dụng thẻ tín dụng của nạn nhân để thanh toán. Chữ ký trên đó đều là Vương Đại Lực. Trong quá trình thẩm vấn ngay tại hiện trường bắt giữ, nghi phạm hoàn toàn phủ nhận những vật dụng tìm thấy trong túi sách là của hắn ta. Hắn nói không biết ai đã bỏ những thứ này vào trong túi của hắn ta. Có thể là cô gái đang thuê trọ cùng chỗ với hắn. Cảnh sát lục soát trong túi sách của hắn ta, tìm thấy 2 chứng minh nhân dân. Ảnh trên 2 chứng minh nhân dân này đều là của nghi phạm. Nhưng mà một cái tên là Triệu Mưu Sơn, quê quán ở huyện Tuy Khê, tỉnh An Huy, sinh năm 1974. Cái còn lại tên là An Mẫu Văn, quê quán thành phố Thạch Thủy Sơn, Ninh Hạ và sinh năm 1979. Ngày sinh của 2 chứng minh thư này
cũng lệch nhau tới 5 năm. Một cái là năm 1974 và một cái là năm 1979. Vậy thì đâu mới là danh tính thực sự của nghi phạm đây? Cảnh sát của tổ chuyên án đã đưa nghi phạm đến trụ sở cảnh sát quận Kim Phượng, thành phố Ngân Xuyên để thẩm vấn. Qua truy vấn thông tin chứng minh nhân dân, cảnh sát tổ chuyên án xác định nghi phạm tên thật là Triệu Mưu Sơn, sinh năm 1974, là người huyện Tuy Khê, tỉnh An Huy. Chứng minh thư còn lại là giả. Triệu Mưu Sơn tỏ ra rất bình tĩnh sau khi bị bắt. Đối với tất cả các câu hỏi của cảnh sát, hoặc hắn nói không biết, hoặc lảng tránh tỏ vẻ ngơ ngác. Khi cảnh sát hỏi hắn có biết tại sao bị bắt không, hắn luôn nói là không hiểu tại sao. Có lẽ là do hắn xô xát với một người bạn trước Tết, rồi hai bên có đánh nhau nữa, không biết có phải vì thế mà bị bắt không. Theo kinh nghiệm thẩm vấn của cảnh sát, thì dù cho nghi phạm có xảo quyệt đến đâu, trước chứng cứ không thể chối cãi, cũng sẽ phải cúi đầu nhận tội. Vậy nhưng điều khiến cảnh sát bất ngờ là Triệu Mưu Sơn đối mặt với hàng loạt chứng cứ rất là thuyết phục mà cảnh sát tổ chuyên án đã đưa ra mà vẫn im lặng. Còn như nếu nói thì cũng luôn chỉ là chối cãi, nhất quyết không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hắn luôn nói rằng ai đó đã bỏ tang vật của vụ án vào túi sách để vu khống cho hắn, nói rằng người trên camera ở tiệm vàng không phải hắn. Và vì người trên camera đeo khẩu trang như vậy, cũng đeo găng tay nữa, thì đâu có gì chắc chắn đó là hắn được, chỉ là người giống người thôi mà. Cảnh sát cũng chẳng có bằng chứng nào để chứng minh được hắn là kẻ bỏ lại chiếc Audi, hay là đã xuất hiện ở nhà nạn nhân vào đêm xảy ra vụ án. Bây giờ bằng chứng không đủ, mà cũng không có camera trực tiếp ghi lại hình ảnh hắn đến trước nhà nạn nhân hay là hắn bỏ xe. Lúc này cảnh sát nhận ra công tác thẩm vấn không đạt được kết quả như mong đợi. Họ gặp phải một đối thủ khó nhằn. Triệu Mưu Sơn luôn dùng thái độ bình thản và vô tội để đối mặt với những câu hỏi thẩm vấn. Rốt cuộc, hắn là người như thế nào? Hắn ta đã trải qua những gì mà có thể giữ tâm lý vững vàng như vậy trong cuộc thẩm vấn của cảnh sát? Tổ chuyên án quyết định điều chỉnh hướng công tác. Một mặt điều tra về lý lịch và hoàn cảnh của Triệu Mưu Sơn, tìm kiếm xem có thể từ đó tìm ra điểm đột phá nào không. Mặt khác, tiến hành khám nghiệm kỹ lưỡng hiện trường vụ án một lần nữa, cố gắng tìm thêm chứng cứ để buộc tội nghi phạm. Tuy nhiên, tình hình khám nghiệm hiện trường không khả quan cho lắm, vì kẻ sát nhân đã lau dọn kỹ càng và nhiều người thân của nạn nhân ra vào trước đó, khiến hiện trường bị phá hủy nghiêm trọng. Sau khi khám nghiệm nhiều lần, cuối cùng cảnh sát cũng thu được kết quả mới. Đó là tại một góc khuất ở cuối cầu thang lên tầng 2, có một chiếc cúc áo màu đen còn dính máu rơi ở đây. Nhìn chiếc cúc này giống như cúc của áo sơ mi. Vì cúc áo này có dính máu nên chắc chắn rằng nó phải diễn ra trong lúc xô xát đánh nhau. Rất có thể nó là của nghi phạm hoặc là của nạn nhân trong lúc hai bên giằng co đã khiến nó bị rơi ở đây. Và ngay sau đó kết quả xét nghiệm cho thấy vết máu trên chiếc cúc áo này là của nam nạn nhân. Nhưng sau khi so sánh không tìm thấy quần áo của nạn nhân có loại cúc áo giống như vậy. Như thế thì có thể nó phải thuộc về hung thủ. Ngay lúc này thì một chiếc cúc áo khác cũng được tìm thấy ở bên trong cốp sau của chiếc xe Audi bị đánh cắp. Qua so sánh và kiểm tra, cảnh sát xác định màu sắc, chất liệu, kích thước và số lỗ trên cúc của hai chiếc cúc áo hoàn toàn trùng khớp nhau. Nó dường như là của cùng một chiếc áo. Tình huống giả định sẽ là sau khi gây án, hắn thay chiếc áo dính máu ra. Chiếc áo này cho rằng co với nạn nhân đã rơi một chiếc cúc ở hiện trường. Lúc hắn cởi chiếc áo này ra, mở cúc sau, rồi ném quần áo vừa thay vào đó, thì thêm một chiếc cúc khác cũng bị rơi lại trong cúc. Mặc dù hai chiếc cúc áo này đã liên kết hiện trường vụ án và hiện trường vứt xe lại với nhau, nhưng công cụ gây án của nghi phạm, quần áo mặc khi gây án, cũng như vàng bạc đá quý bị mất trong nhà nạn nhân, những thứ này đã đi đâu? Những thứ này không được tìm thấy trong túi sách của nghi phạm, mà chỉ có thẻ ngân hàng, hóa đơn của những trang sức mới được mua. Vì nghi phạm trước đó thường xuyên ra vào khu chung cư Quốc Tử Thành và Hạo Thiên Đại Viện ở thành phố Ngân Xuyên, vậy thì có thể là vàng bạc, đá quý hắn ta mua bằng thẻ ngân hàng của nạn nhân, cũng như số tiền mặt lớn đã rút, có phải được hắn cất giấu ở hai căn hộ này không? Cảnh sát của tổ chuyên án tiến hành lục soát kỹ lưỡng tại nơi ở của Triệu Mưu Sơn trong khu chung cư Quốc Tử Thành, nhưng không tìm thấy bất kỳ tang vật nào. Tiếp tục khi lục soát nơi ở của hắn tại Hạo Thiên Đại Viện, đã tìm thấy trong tủ quần áo của phòng ngủ một chiếc túi ni lông màu trắng. Bên trong là tóc giả
nghi phạm dùng để ngụy trang khi gây án, găng tay và khẩu trang, cũng như quần áo nghi phạm mặc khi hắn mua sắm tại tiệm vàng ở thành phố Ojai. Khi lục soát trong bếp, khu vực này là có nhiều ngăn tủ, hộc tủ nhất. Cảnh sát gỡ toàn bộ khung cửa bếp ở sát trần và tháo phần ốp trần nhà bếp ra để kiểm tra. Đã phát hiện bên trong có một chiếc túi xách giấy màu đỏ, một hộp giấy màu xanh lam và một túi ni lông. Khi mở chiếc túi ni lông đen ra là những xấp tiền 100 tệ được xếp ngay ngắn. Tổng cộng đếm được 240.000 tệ là khoảng 850 triệu tiền Mỹ. Trong chiếc túi giấy màu đỏ thẫm đựng đầy trang sức, ngọc bội, vàng bạc, đá quý và một vài hóa đơn mua vàng bạc đá quý của nghi phạm tại nhiều tiệm vàng ở thành phố Ojai, khu tự trị Nội Mông. Trên hóa đơn này ghi lại giao dịch mua bán hoàn toàn trùng khớp với những món trang sức được tìm thấy. Ở trong hộp giấy màu xanh lam, cảnh sát tìm thấy vòng tay, nhẫn, dây chuyền bằng vàng và các trang sức khác bằng ngọc, đá quý, tổng cộng hơn 30 món lớn nhỏ. Một số trang sức đã có dấu hiệu mòn và xước rõ ràng, chứng tỏ nó đã được đeo thường xuyên. Trên một chiếc vòng ngọc màu xanh, phía trong của nó còn có vết máu khô rõ ràng. Căn cứ vào vị trí bám của vết máu có thể phán đoán, chiếc vòng tay dính máu này do hung thủ đã lột nó khỏi tay nạn nhân sau khi sát hại bà ấy. Sau đó xét nghiệm DNA trên chiếc vòng tay dính máu, thì vết máu trên vòng hoàn toàn trùng khớp với nạn nhân nữ. Và qua xác nhận của gia đình nạn nhân, chiếc vòng ngọc màu xanh này và cả vàng bạc đá quý trong hộp giấy đều là đồ đạc bị mất trong nhà nạn nhân. Trong một góc khuất ở tủ đựng đồ phòng khách, cảnh sát còn tìm thấy 4 tấm thẻ ngân hàng. Từ chữ ký ở mặt sau cho thấy, những thẻ ngân hàng này đều thuộc về nạn nhân nữ. Tổ chuyên án cho rằng, với những bằng chứng này, kết hợp với việc thẩm vấn, vụ án này có thể hoàn tất một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, thái độ của Triệu Mô Sơn lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của cảnh sát. Đối mặt với hàng loạt chứng cứ rõ ràng, Triệu Mô Sơn khẳng định vụ án không liên quan gì đến hắn ta. Triệu Mô Sơn chối cãi rằng căn hộ chung cư ở Hạo Thiên Đại Viện này đang trong quá trình sửa chữa. Vì thế những tang vật mà cảnh sát tìm thấy không phải của hắn ta. Bởi vì thợ sửa chữa có thể ra vào phòng, có thể ai đó trong nhóm thợ đã lợi dụng công việc để cất giấu tang vật ở đây. Lúc này thì vòng tay dính máu của nạn nhân nữ, 240.000 tệ tiền mặt, thẻ ngân hàng, trang sức của nạn nhân tìm được trong nhà hung thủ, hai chiếc cúc áo giống hệt nhau rơi ở hiện trường vụ án và chiếc xe Audi. Nghi phạm lái xe Audi rời khỏi hiện trường vụ án có toàn bộ hành tung trên camera cho đến khi bị bắt. Nhưng vì nghi phạm đeo khẩu trang, không thể khẳng định là một người, cũng không có DNA, không có dấu vân tay. Theo quan điểm của cảnh sát, thì những chứng cứ này hoàn toàn đủ để liên kết nghi phạm với hiện trường vụ án, hiện trường vứt xe, hiện trường cất giấu tang vật một cách chặt chẽ. Tuy vậy, nhưng mà việc liên kết phán đoán là một chuyện, còn Triệu Mưu Sơn thì nhất quyết không nhận tội và cũng chưa đủ bằng chứng trực tiếp để kết tội hắn. Tiếp theo phiên thẩm vấn thứ 2 và thứ 3 của cảnh sát với Triệu Mưu Sơn, họ một lần nữa đưa ra hàng loạt chứng cứ kể trên trước mặt nghi phạm, nhưng hắn vẫn nói bị người khác nhét tang vật vào nhà và túi sách để vô an. Thời hạn giam giữ theo luật định lúc này cũng không còn nhiều. Kể từ năm 2013, luật tố tụng hình sự của Trung Quốc đã xác lập nguyên tắc xét xử chứng cứ tại tòa. Đối với tiêu chuẩn chứng cứ, vật chứng, giấy tờ, lời khai nhân chứng, nói chung là đã ban hành rất nhiều các quy định mới. Dựa trên nguyên tắc suy đoán vô tội, nếu không đủ bằng chứng thì phải kết luận vô tội. Khi đó luật tố tụng mới đối với việc yêu cầu thu thập chứng cứ đã nâng lên một mức độ chi tiết hơn rất nhiều. Nếu như các bạn có theo dõi vụ án trước đây mà Duy đã làm là án oan của Lưu Khải Lợi và cha mẹ của anh ấy đã kêu oan cho anh ấy trong 17 năm, thì thời điểm 2013 là vụ Lưu Khải Lợi sắp được minh oan dựa trên suy đoán vô tội. Vụ án Lưu Khải Lợi cũng là một vụ hay mà Duy từng làm thành hai phần. Nếu như ai chưa từng xem thì có thể tìm lại trong mục video của kênh ạ. Nó cũng là một góc nhìn khác phản ánh hai mặt sáng tối của tư pháp Trung Quốc. Và do đầu năm 2013 thì có thay đổi luật, nên nói chung thời điểm xảy ra vụ sát hại ông bà Vương là viện kiểm sát và tòa án làm rất là gắt luôn về các bằng chứng, vật chứng và lời khai để tránh oan sai. Vì vậy vụ án này áp lực rất lớn vì nghi phạm nhất quyết không nhận tội. Quá trình và phương pháp xử lý vụ án trước đây của cảnh sát thì bây giờ với luật mới cần phải có một số thay đổi. Họ hơi lúng túng trong việc thu thập một số vật chứng và cảm thấy mọi thứ khó nắm bắt. Do chưa có thời gian tiếp xúc nhiều và chưa có kinh nghiệm xử lý vụ án với luật lệ mới. Khi đó thì viện kiểm sát cho rằng
mặc dù nghi phạm liên tục chối tội, nhưng ở góc quay camera này, dù đeo khẩu trang, nhưng các chuyên gia về nhận diện tội phạm học vẫn khẳng định được người mua sắm bằng thẻ của nạn nhân chính là Triệu Mưu Sơn. Có thể thấy, lời khai của Triệu Mưu Sơn nói rằng người khác bỏ tang vật để vu oan hắn là nói dối. Nhưng mà từ hiện trường vứt xe và những đồ đạc được tìm thấy ở nhà của nghi phạm mà cảnh sát thu thập được chỉ có thể chứng minh rằng nghi phạm đã đến hiện trường vụ án lấy tiền bạc và thẻ ngân hàng của ông bà Vương rồi rút tiền đi mua sắm. Tuy vậy, những chứng cứ này không thể trực tiếp chứng minh nghi phạm Triệu Mưu Sơn chính là hung thủ trong vụ giết người cướp của được. Đấy, thế mới oái hầm chứ. Nhưng mà tại sao lại vậy? Vì có những tình huống đặt ra nó lại ảo như thế này này mọi người. Ví dụ như là đêm đó, hung thủ là một người khác đã lèn vào nhà giết ông bà Vương để trả thù, hay vì mâu thuẫn nào đó. Xong Triệu Mưu Sơn mới thấy mở cửa sẵn, lẻn vào khu khoáng tài sản thì sao? Mặc dù nghe có vẻ khó tin và hy hữu, nhưng mà vẫn có thể chứ. Vậy nên viện kiểm sát cho rằng có thể kết tội trộm cắp tài sản, chứ không đủ cấu thành tội giết người đối với Triệu Mưu Sơn. Trong trường hợp này, tổ chuyên án quyết định rà soát lại vụ án để bổ sung chứng cứ, tập trung vào hiện trường vụ án, truy ngược từng bước hành tung của nghi phạm, cố gắng tìm manh mối mới để buộc tội. Sau khi rà soát lại, cảnh sát phát hiện có vấn đề về các quãng thời gian lái xe của nghi phạm sau khi hắn trộm chiếc xe Audi. Từ nơi gây án ở thành phố Thạch Chủy Sơn đến Ô Hải, rồi rẽ vào khu vực Ô Đạt là khoảng 120 km. Nếu lái xe như bình thường, hắn ta từ hiện trường rời đi lúc 5 giờ 20 phút vượt quãng đường 120 km này. Tuy có quốc lộ 110 nhiều chỗ đang làm đường, nên tốc độ xe trung bình cỡ 55-60 km/h thì chạy đến Ô Đạt chắc phải tầm 7 giờ 30 phút, là mất tầm 2 tiếng. Bây giờ chúng ta cùng xem là thời gian di chuyển của quãng đường nào trong 120 km này có vấn đề nhé. Trên camera giám sát cho thấy nghi phạm lái xe đến đường Than Đá, khu Huệ Nông, điểm giao lộ với quốc lộ 110 là lúc 7 giờ 3 phút. Tới đây chưa có gì bất thường cả. Nhưng từ giao lộ này, nghi phạm tiếp tục lái xe đi qua trạm thu phí Ma Hoàng Câu trên quốc lộ 110 của thành phố Thạch Chủy Sơn là vào lúc 8 giờ 44 phút. Chỗ này thì bất thường. Trong khi khoảng cách từ khu vực Huệ Nông tới trạm thu phí Ma Hoàng Câu chỉ khoảng hơn 5 km. Đúng ra có đi chậm đi nữa, vừa đi vừa lết, kiểu đi bỏ ra đường thì cũng khoảng 7 giờ 15 phút phải tới rồi. Vậy quãng đường này thời gian tăng hơn 1 tiếng so với thời gian lái xe bình thường. Chắc chắn vấn đề phải nằm ở đây. Hắn đã dừng lại ở đâu cả tiếng đồng hồ để làm gì? Hãy cùng Duy quan sát kỹ lại bức hình được chụp tại camera giao thông lúc 9 giờ 1 phút sáng ngày 1 tháng 3. Là tấm hình chụp được tiếp theo sau khi hắn rời khỏi trạm thu phí Ma Hoàng Câu. Từ góc độ này, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng chiếc xe do nghi phạm lái từ góc chụp trực diện thì ngoại trừ tấm kính chắn gió được gạt nước lau sạch, còn những nơi khác trên thân xe như phủ một lớp bụi dày. Nhưng quốc lộ 110 đều là đường nhựa, có một số quãng đang làm lại, nhưng đã làm tới phần trải nhựa rồi, chứ không phải là phần đào sới, nên nếu chỉ chạy trên quốc lộ 110 thì xe không thể có nhiều bụi bặm như vậy. Nhưng mà từ đường Than Đá, quốc lộ 110, khu Huệ Nông của thành phố Thạch Chủy Sơn, đến trạm thu phí Ma Hoàng Câu, quốc lộ 110. Trong khoảng 5 km này, có rất nhiều khu công nghiệp liên quan đến ngành than, và bụi trên đường sẽ có thể lẫn cho than. Cảnh sát đã tiến hành so sánh và kiểm tra bụi trên xe, phát hiện lớp bụi trên chiếc xe Audi bị đánh cắp là bụi đất màu vàng, chứ không phải bụi lẫn cho than. Vậy thì bụi đất màu vàng này ở đâu ra? Thực ra thì có một con đường khác, và đất ở khu vực này có màu vàng khá đặc trưng. Có lẽ anh nghi phạm đã đi vòng qua lối này. Nhưng ở đây hẻo lánh, không có camera nên không thu được hình ảnh gì của chiếc xe. Thứ nhất là con đường này phải đi vòng, xa hơn đi đường chính và rất khó đi. Tại sao hắn không đi thẳng quốc lộ 110 mà lại vòng qua đây? Và kể cả nghi phạm đã đi vòng qua con đường đất này để tới trạm thu phí Ma Hoàng Câu thì cũng không thể mất đến một tiếng như vậy được. Chậm lắm cũng chỉ khoảng 15 đến 20 phút là cùng. Cảnh sát phân tích, Triệu Mưu Sơn mất nhiều thời gian như vậy có lẽ là do quá trình bỏ trốn. Hắn đã chọn con đường hẻo lánh này để cất giấu hoặc phi tang hung khí gây án và một số vật chứng khác. Khu vực con đường đất mà nghi phạm đi đường vòng qua trạm thu phí khoảng 8 km. Ở đây ngoại trừ một khu công nghiệp sát vào con đường nhỏ thì cả quãng đường này đều rất hoang vắng. Cảnh sát quyết định tiến hành tìm kiếm toàn bộ khu vực con đường và mở rộng ra hai bên đường. Tổng diện tích rà soát là khoảng 15 km vuông.
Trong khu vực 15 km vuông này, phải rà soát từng mét để tìm kiếm manh mối mà nghi phạm để lại khi đi qua. Việc này sẽ tốn rất nhiều nhân lực và thời gian. Hơn nữa, chưa chắc là đã có kết quả. Mặc dù vậy, nếu không huy động lực lượng tìm kiếm, thì theo luật mới, Viện Kiểm soát sẽ không công nhận những bằng chứng cũ đủ để buộc tội Triệu Mộ Xuân giết người. Sau một ngày tìm kiếm, cảnh sát đã tìm thấy dấu vết bánh xe của chiếc xe Audi rẽ vào một khu đất trống. Vì vậy, tổ chuyên án đã thu hẹp khu vực tìm kiếm xuống còn khoảng 1 km vuông cuối cùng ở nơi chiếc xe rẽ vào. Tiếp tục lần theo dấu vết bánh xe, gần một bụi cây khô đã trụi lá, cảnh sát tìm thấy một dấu dép có đế hoa văn hoàn toàn trùng khớp với dấu dép lê ở trước sân của hiện trường vụ án. Khá chắc chắn dấu dép lê này phải do nghi phạm để lại. Tiếp tục lần theo dấu vết, cuối cùng cảnh sát cũng tìm thấy đống tro tàn do nghi phạm để lại khi tiêu hủy chứng cứ. Xung quanh đống tro vương vãi một số vật dụng chưa cháy hết. Phát hiện nghi phạm đã thiêu hủy quần áo là bộ quần áo của ông bà Vương, bao gồm cả quần áo ngủ và đồ lót mà hắn đã cởi của họ trước khi xối nước lên thi thể ở hiện trường. Đồng thời điện thoại di động của nạn nhân và chìa khóa xe ô tô cũng được tìm thấy ở đây. Cảnh sát tổ chuyên án tiếp tục tìm kiếm mở rộng ra xung quanh. Đã tìm được chiếc mỏ lết, chính là công cụ dùng để cậy cửa, và một số mảnh lưới của cửa chống trộm được hung thủ dọn dẹp tại hiện trường cũng vứt bỏ ở đây. Cách đó vài mét, tìm được đôi dép lê màu đen nghi phạm mang khi gây án. Đôi dép có đế hoa văn hoàn toàn trùng khớp với dấu dép ở sân vườn nhà nạn nhân. Khi được tìm thấy thì chiếc dép cũng đã bị đốt cháy đen một phần. Trong quá trình tìm kiếm tiếp theo, cảnh sát lại phát hiện một hố đất bị lấp bằng những viên gạch đá nhỏ. Dấu vết còn rất mới. Đây chính là hố đất mà nghi phạm dùng để chôn đồ. Trong hố có một chiếc áo khoác vải kaki màu đen rách nát. Có một chi tiết từ quãng đầu video mà tới giờ không biết mọi người còn nhớ được không ạ? Đó là khi khám nghiệm hiện trường vụ án, cảnh sát phát hiện một ít sợi vải vướng lại trên lưới sắt bị cắt nham nhở của cửa chống trộm. Nhìn về chất liệu của sợi vải, có thể thấy khả năng cao nó là từ chiếc áo khoác vải kaki màu đen này. Quả nhiên, kết quả kiểm tra sau đó trong phòng thí nghiệm cho thấy loại sợi vải vướng trên lưới chống trộm hoàn toàn trùng khớp với chất liệu vải của chiếc áo kaki màu đen. Tiếp tục so sánh cúc áo tìm thấy ở hiện trường vụ án, chiếc cúc áo ở trong cốp xe Audi và loại cúc áo trên áo khoác vải kaki. Kết quả kiểm tra cho thấy cả ba đều cùng chất liệu, kích thước và màu sắc. Trên chiếc áo khoác vải kaki rách nát này có nhiều vết máu và nó bị thiếu mất hai chiếc cúc áo. Qua giám định vết máu này, vừa có máu của nạn nhân nam và cả máu của nạn nhân nữ. Nói cách khác, vết máu bắn trên chiếc áo này chỉ có thể hình thành trong quá trình hung thủ giết người. Sau khi xét nghiệm chiếc áo, tìm được DNA của Triệu Mậu Sơn từ trong áo khoác vải kaki màu đen này. Lúc này những tang vật thu được tại căn hộ của hắn như trang sức, khẩu trang, tóc giả, găng tay, các video thu được về lộ trình di chuyển của Triệu Mậu Sơn và thêm cả chiếc áo của hắn thấm đẫm máu nạn nhân đã tạo thành một chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh. Khi cảnh sát mang những thứ tìm được ở con đường đất tới phòng thẩm vấn, Triệu Mậu Sơn bắt đầu đổ mồ hôi hột vì lo lắng. Hắn ta sợ hãi nhưng vẫn giữ im lặng, không trả lời. Dường như hắn không ngờ cảnh sát lại có thể tìm đến đó và lấy được những tang vật này. Cảnh sát khi đó tổng cộng đã tìm thấy 42 vật chứng. Kiểm tra và giám định xác nhận những vật dụng này đều liên quan đến vụ án, chứng cứ ngày càng đầy đủ. Tổ chuyên án hy vọng dựa vào đó có thể đủ để tuyên án dù cho Triệu Mậu Sơn không nhận tội. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát lại cho rằng chứng cứ của cơ quan cảnh sát chưa đầy đủ, bởi vì hiện tại vẫn thiếu một chứng cứ quan trọng nhất, đó là chưa thể tìm được hung khí gây án. Mặc dù đã tìm kiếm kỹ lưỡng, thấy nhiều vật chứng bị nghi phạm vứt bỏ và tiêu hủy, nhưng con dao và đoạn dây hung khí vẫn chưa được tìm thấy. Hắn có thể vứt hung khí ở đâu? Trong căn biệt thự mini 2 tầng của nạn nhân thì đã tìm được ngóc ngách rồi, chắc chắn không thể nào bỏ lọt hung khí được. Vậy thì nó có lẽ vẫn ở trên quãng đường 8 km ở con đường đất này. Nhưng chính xác là hắn đã ném ở đâu thì chưa xác định được. Lúc này, nhiệm vụ chính của cảnh sát là trong khu vực con đường đất này tìm nơi nghi phạm tiêu hủy, cất giấu và chôn hung khí gây án. Cảnh sát dựa vào vết thương trên người nạn nhân để suy đoán hung khí là một con dao nhọn có lưỡi dài 13 cm. Nhưng tìm kiếm một con dao trong cả khu vực rộng lớn này, thậm chí có thể nó đã bị chôn xuống dưới đất, không khác gì mò kim đáy bể. Gần 100 cảnh sát trong đội tìm kiếm dàn thành hàng ngang theo khu vực
đã phân chia từ trước. Họ dắt theo chó nghiệp vụ, tiến từng chút một, từng bước tiến vào khu vực tìm kiếm, không bỏ qua bất kỳ khu vực nào. Đặc biệt lưu tâm những nơi đất sẫm màu, tươi màu hơn bình thường, giống như ẩm ướt hay là có dấu vết mới đào thì phải kiểm tra kỹ. Cùng với đó, máy dò kim loại cũng được mang tới. Cảnh sát rà soát liên tục từ sáng sớm cho đến tận 4 giờ chiều, tiến hành tìm kiếm toàn diện trong khu vực nghi ngờ. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là vẫn không tìm thấy hung khí gây án. Cảnh sát trong tổ chuyên án cảm thấy rất thất vọng. Trong luật tố tụng hình sự mới của Trung Quốc khi đó, mới bắt đầu kể từ tháng 1 năm 2013, và khoảng giữa năm 2013 thì có một vụ minh oan của Lưu Khải Lợi sau 17 năm tù. Thông tin báo chí rất rầm rộ, nên lúc này viện kiểm soát làm rất gắt luôn. Nếu chỉ có một chút gì đó mà cảm giác không sâu chuỗi được toàn bộ sự việc thì vẫn không được coi là chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh và không thể buộc tội nghi phạm. Lúc này thì dựa vào vật chứng thu thập được ở hiện trường con đường đất, kết hợp với hiện trường vụ án, hiện trường vứt xe và hiện trường cất giấu tang vật của nghi phạm, cảnh sát cho rằng những vật chứng này họ sẽ thẩm vấn gây sức ép để khiến Triệu Mưu Sơn phải nhận tội. Nhưng dù thế nào, Triệu Mưu Sơn hoặc nói là bản thân vô tội hoặc là im lặng. Điều này khiến cảnh sát cảm thấy áp lực rất lớn. Với tâm lý vững tới mức bất thường và ngoan cố như vậy, cảnh sát đã lật lại hồ sơ của Triệu Mưu Sơn để xem xét quá khứ của hắn. Theo như hồ sơ lưu trữ của Cục Cảnh sát thành phố Vĩnh Thành, tỉnh Hà Nam, năm 2000, Triệu Mưu Sơn bắt cóc tống tiền. Mặc dù bị cảnh sát bắt giữ tại chỗ và giải cứu con tin, có cả lời khai của nạn nhân luôn, nhưng từ đầu đến cuối, Triệu Mưu Sơn đều không thừa nhận hành vi phạm tội của hắn, chỉ nói tất cả là hiểu nhầm. Hắn không bắt cóc mà chỉ mời nạn nhân đi chơi xa. Tuy nhiên, hắn không giải thích được hành vi chói và gọi điện thoại tống tiền gia đình nạn nhân. Cuối cùng cũng dựa vào những chứng cứ khác, ngày 9 tháng 4 năm 2001, Triệu Mưu Sơn bị kết tội bắt cóc tống tiền, tuyên phạt tù 14 năm, nhưng sau khi thụ án 12 năm thì được ân xá. Theo lời quản giáo cũ của Triệu Mưu Sơn kể lại, trong thời gian hắn thụ án tù, Triệu Mưu Sơn chưa bao giờ thừa nhận tội lỗi của hắn, bất kể là lỗi lớn hay lỗi nhỏ gì. Khi mà vi phạm nội quy, bị quản giáo phê bình, hắn ta cũng luôn chối cãi vòng vo, đổ lỗi cho những bạn tù khác, chứ không bao giờ nhận lỗi về bản thân. Nói chung tâm lý của kẻ này gần như là không bao giờ nhận tội hay nhận sai. Tiếp tục điều tra sâu hơn, qua lịch sử truy cập của Triệu Mưu Sơn, cảnh sát tổ chuyên án phát hiện, trước khi vụ án xảy ra, hắn thường xuyên lên mạng tra cứu cách lái xe Audi và Mercedes-Benz. Dù có video ghi lại hình ảnh nghi phạm đã sử dụng thẻ ngân hàng của nạn nhân để rút tiền, nhưng khi rút tiền, hắn đeo găng tay, đeo khẩu trang, đội tóc giả. Nên đối mặt với chứng cứ như vậy, nghi phạm vẫn không thừa nhận người đàn ông rút tiền chính là hắn ta. Đối với điều này, mặc dù theo nhận diện của các chuyên gia thì họ chắc chắn đó là Triệu Mưu Sơn. Để chắc chắn hơn, theo đề nghị của viện kiểm sát, họ muốn chính người nhà, người thân, bạn bè của nghi phạm xác nhận thì bằng chứng này sẽ có tính thuyết phục cao hơn. Sau khi nhận được yêu cầu này từ viện kiểm sát, tổ chuyên án cử một nhóm cảnh sát nhanh chóng đến quê nhà của nghi phạm Triệu Mưu Sơn ở huyện Tuy Khê, tỉnh An Huy để điều tra và xác minh. Đây là đoạn phim tư liệu mà cảnh sát đã thu thập được trong quá trình điều tra. Lúc này Triệu Mưu Sơn chỉ mới bị bắt khoảng 5 ngày, nên thông tin về nghi phạm cũng chưa đăng lên báo chí, nên không ai biết cả. Người đang được mời ngồi vào ghế để xem video là bố của Triệu Mưu Sơn. Cảnh sát không nói với ông ấy người trong video là ai. Họ cũng không nói là có việc gì mà họ tới đây. Cảnh sát chỉ lần lượt mời người thân và bạn bè của nghi phạm nhìn kỹ người đàn ông đeo khẩu trang trong video với một yêu cầu đơn giản. Nếu như nhận ra người này là ai thì nói tên, còn nếu không nhận ra thì cứ nói không nhận ra là được. Câu trả lời của tất cả những người tham gia nhận diện đều là nhận ra, và họ khẳng định người đó chắc chắn là Triệu Mưu Sơn. Không chỉ xem video mua sắm tại cửa hàng trang sức, mà ngay cả với video đi rút tiền ở cây ATM thì tất cả những người tham gia nhận diện đều khẳng định chắc chắn, dù là người trong video có đeo khẩu trang. Nhưng từ đôi mắt, sống mũi, dáng người, chắc chắn họ không thể nhận nhầm người được. Trong quá trình điều tra gia đình của Triệu Mưu Sơn, cảnh sát thụ lý vụ án còn phát hiện người này chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người con trai, người chồng, người cha đối với gia đình. Gia đình hắn ở nông thôn, hoàn cảnh rất khó khăn. Sau khi ra tù, hắn chỉ về nhà đúng một lần, nhưng là để vơ vét, trộm hết tiền, rồi sau đó bỏ mặc bố mẹ già cho vợ chăm sóc. Hắn cứ lang thang bên ngoài,
không quan tâm đến gia đình, cũng chưa từng gọi về một cuộc. Nhận ra điểm này, trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát cố gắng dùng tình cảm gia đình nói về hoàn cảnh khó khăn hiện tại của bố mẹ Triệu Mưu Sơn để lay động tình cảm của hắn, nhằm khai thác thêm một số thông tin của vụ án. Tuy nhiên, Triệu Mưu Sơn hoàn toàn không hề lay động, không có chút biểu hiện nào. Khi nhắc đến hai đứa con và bố mẹ già của Triệu Mưu Sơn ở quê, hắn ta không chút biểu cảm. Vì vậy, cảnh sát thấy có lẽ người này đã mất hết nhân tính và cũng đã loại trừ khả năng Triệu Mưu Sơn tự nguyện nhận tội. Chỉ có thể chuyển giao hắn ta cho viện kiểm sát theo hình thức không có lời khai, rồi sau đó dựa vào chứng cứ để buộc tội. Trong trường hợp không có lời khai của nghi phạm như trường hợp này, để đảm bảo mỗi chứng cứ đều hợp pháp, hiệu lực, tổ chuyên án đã nhiều lần tổ chức họp với viện kiểm sát để thảo luận về việc thu thập và xác định chứng cứ. Việc xét xử vụ án không có lời khai sẽ phức tạp hơn so với vụ án hình sự thông thường. Tổ chuyên án cho rằng, mặc dù Triệu Mưu Sơn không nhận tội, nhưng việc hắn ta rời khỏi hiện trường vụ án trong thời điểm trùng khớp, chính hắn lái xe của nạn nhân, sau đó bỏ xe, sử dụng thẻ ngân hàng của nạn nhân để mua sắm và rút tiền, bộ tóc giả, khẩu trang và găng tay, quần áo mặc khi đi rút tiền và mua sắm, cùng các món trang sức, vàng bạc, đá quý bị mất trong nhà nạn nhân được tìm thấy trong căn hộ của hắn. Đặc biệt hơn là chiếc áo kaki màu đen có DNA của hắn lại thấm đẫm máu của hai nạn nhân được vứt bỏ trên con đường đất. Tất cả những chứng cứ này đủ để đưa Triệu Mưu Sơn ra tòa. Ngày 19 tháng 8 năm 2014, cảnh sát hoàn tất quá trình điều tra, chuyển vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thạch Trụy Sơn để xem xét truy tố. Ngày 28 tháng 2 năm 2015, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thạch Trụy Sơn đã khởi tố vụ án và trình lên Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Thạch Trụy Sơn xem xét. Theo yêu cầu bổ sung và hoàn thiện chứng cứ do Viện Kiểm sát và Tòa án đưa ra, tổ chuyên án đã mất tổng cộng hơn 1 năm rưỡi để hoàn thiện chứng cứ lời khai nhân chứng, trong đó có hơn 150 lời khai, bổ sung và củng cố hơn 100 chứng cứ, kiểm tra và giám định hơn 60 lần. Cuối cùng đã hình thành chuỗi chứng cứ đạt tiêu chuẩn xét xử mà không có lời khai. Ngày 18 tháng 9 năm 2015, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Thạch Trụy Sơn xét xử công khai vụ án mạng cướp của giết người của Triệu Mậu Sơn. Tại phiên tòa, đã đưa ra một lượng lớn chứng cứ thu thập được ở các hiện trường khác nhau. Nhưng Triệu Mưu Sơn vẫn tiếp tục phủ nhận tại tòa. Tuy nhiên, tòa án cho rằng các chứng cứ này đã đủ để kết tội bị cáo Triệu Mưu Sơn với mục đích chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp, đã đột nhập vào nhà ông bà Vương, sử dụng vũ lực để trộm cướp tài sản và trong quá trình thực hiện hành vi cướp tài sản đã cố ý giết người. Ngày 19 tháng 7 năm 2016, Tòa án Nhân dân cấp cao khu tự trị dân tộc Hồ Ninh Hạ đã kết án tử hình Triệu Mưu Sơn. Ngày 1 tháng 9 năm 2017, Tòa án Nhân dân tối cao đã xem xét lại bản án tử hình và phê chuẩn bản án. Sáng ngày 29 tháng 9 năm 2017, Triệu Mưu Sơn bị thi hành án tử hình. Trong vụ án này, chúng ta không có lời khai về quá trình gây án, cũng không tìm được hung khí gây án. Kẻ sát nhân từ đầu tới cuối và cho tận tới lúc thi hành án tử hình, hắn ta vẫn không nói một lời nào về sự việc hôm đó đã xảy ra như thế nào. Và vì không có lời khai của hung thủ, không có ngoại chuyện, mà vụ án hôm nay diễn biến của câu chuyện tập trung vào quá trình đấu tranh và tìm kiếm bằng chứng để kết tội là chính. Vậy nên chúng ta cũng không thể biết được lý do ban đầu là như thế nào và từ tình huống cụ thể nào mà hắn lại lựa chọn ông bà Vương là đối tượng để ra tay. Duy cũng không tìm được những yếu tố gì tác động và hình thành tâm lý không nhận lỗi hay còn gọi là không nhận trách nhiệm của hung thủ. Trong tâm lý học, nó là hiện tượng mà một người từ chối, né tránh việc thừa nhận lỗi lầm, sai sót hoặc trách nhiệm trong các tình huống khác nhau. Cái này thì có nhiều nguyên nhân lắm, như là lo sợ rằng việc thừa nhận lỗi sẽ dẫn đến hậu quả tiêu cực, như bị phê phán, bị trừng phạt hoặc mất uy tín. Họ có thể cảm thấy rằng việc từ chối nhận lỗi là cách để bảo vệ bản thân khỏi những hệ lụy không mong muốn, hoặc là những người có lòng tự trọng thấp có thể từ chối nhận lỗi để bảo vệ hình ảnh của mình. Họ lo sợ rằng việc thừa nhận lỗi sẽ làm cho họ cảm thấy mình kém cỏi hơn hoặc làm giảm giá trị của bản thân. Một trường hợp khác nữa là môi trường xung quanh cũng có thể ảnh hưởng đến thái độ của một người về việc nhận lỗi. Nếu trong môi trường làm việc hoặc gia đình, việc nhận lỗi không được coi trọng hoặc bị chế giễu, hạ thấp, người ta có thể học cách né tránh trách nhiệm. Thực ra bàn một chút về cái tâm lý không nhận lỗi này nhé. Ngoài cuộc sống, chúng ta có thể gặp những trường hợp mang tâm lý này nhẹ hơn. Ví dụ ở văn phòng chỗ Duy làm bây giờ, cũng có một người như vậy. Văn phòng của Duy có 7 người, đều là nam,
mỗi người làm một mảng nhiệm vụ khác nhau, giống như mỗi người là một mắt xích để hoàn thiện công việc vậy. Mọi thứ rất là ok luôn, cả phòng hòa đồng và vui lắm. Nhưng mà sau đó, sếp có tăng cường thêm cho phòng Duy một anh đồng nghiệp hơn Duy mấy tuổi. Nhiệm vụ của anh ấy thì không nhiều, phần việc cũng đơn giản thôi. Bởi vì thực ra thì anh ấy không có chuyên môn sâu về mảng việc này, mà là được sếp cho học một khóa cấp tốc. Do anh ấy là người nhà nên được tạo điều kiện để làm việc thôi. Khi mà làm việc chung với nhau, Duy thấy anh ấy có làm sai chỗ nào thì Duy sửa hộ, in luôn giúp cho. Thì anh ấy nói với một đồng nghiệp khác của Duy là thằng Duy nó giấu nghề. Nó sửa trước khi nộp báo cáo mà nó không chỉ cho tại sao lại thế. Duy nghe vậy thì Duy rút kinh nghiệm sâu sắc luôn. Từ đó là nếu thấy anh ấy có làm việc gì đó sai là Duy trực tiếp nói với anh. Mà cũng lựa lời thôi, chứ sợ làm người ta tự ái. Nhưng mà Duy và các đồng nghiệp khác đã chỉ 7749 lần thì anh đó vẫn sai những cái lỗi cơ bản như thế. Duy không hiểu tại sao luôn. Gọi là hoang mang và nghi ngờ nhân sinh luôn ấy. Mấy anh em trong phòng Duy họ còn bảo với Duy kiểu như là: ủa, ông này bị sao ta? Hay ông ấy cố tình sai để chọc tức tụi mình à? Và khi mà nộp báo cáo lên thì anh đó bị sếp mắng do phần việc anh ấy hoàn thành không tốt. Khi này mọi người biết anh ấy nói sao không? Không bao giờ nhận lỗi về mình nhá. Luôn nói là tại thằng A, từ bản báo cáo trước số liệu không rõ ràng, thằng B ồn ào khiến mất tập trung, tại thời gian hạn chế gấp rút nên không thể để ý hết được, rồi tại cả thằng Duy không để ý soát lại cho kỹ phần việc của từng người trong nhóm. Thua luôn. Duy lúc đó thì nghĩ là Duy chỉ nghĩ thôi, chứ không nói nhá. Giờ lần nào mà mình cũng phải dành thời gian giả soát cho ông ấy, rồi ai soát cho mình. Mỗi người phải cố gắng làm tốt nhất phần việc của mình chứ. Nói chung là lúc nào anh ấy cũng có lý do hết, không bao giờ là lỗi của bản thân, mà phải là lỗi khách quan. Cả phòng Duy ngao ngán luôn. Mà cái sức ỷ của ông đó cũng khiếp. Đằng nào cũng trả nhiêu đó lương, nên làm quấy quá, làm ẩu, rồi ai sửa thì sửa. Mà người nhà sếp nên không làm sao được, không cho nghỉ được. Mọi người còn bảo, cha nội này đúng kiếp nạn thứ 82 của cả phòng. Mà chưa hết nhá. Mỗi lần phần việc anh đó không tốt, nên sếp mà phê bình riêng, thì anh ấy cho là cả phòng lại kể xấu hay mách lỗi gì với sếp rồi, chứ không tự dưng mà sếp nói vậy. Trong khi thực sự là không ai nói luôn, kiểu như mệt mỏi quá, đằng nào cũng thế, không dạy được, cũng không sửa được, thì khỏi nói luôn đi. Nhưng mà cứ bị sếp kiểm điểm là lại hậm hực, kiểu chúng mày lại nói gì tao. Tinh thần làm việc nhóm nản vô cùng khi có một người như vậy. Quay trở lại với tình tiết vụ án, chúng ta không biết những gì đã hình thành nên tâm lý chối tội triệt để của kẻ này. Từ khi hắn còn rất trẻ, khi xảy ra vụ bắt cóc. Nhưng mà bất kể vấn đề gì đã hình thành tâm lý chối tội, thì xem xét tình huống của sự việc, chúng ta có thể thấy rõ ràng động cơ chính của Triệu Mưu Sơn vẫn là cướp tài sản thôi, vẫn là vì tiền, vì lòng tham, muốn kiếm tiền nhanh chóng bằng cách cướp đoạt của người khác. Một trong những nguyên nhân chính của việc đi cướp là sự thiếu thốn về tài chính. Thực ra những người gặp khó khăn trong việc kiếm sống và lười biếng, họ có thể trong lúc túng thiếu, cùng quẫn, sẽ suy nghĩ rằng cướp tài sản là một cách nhanh chóng để có nhiều tiền. Và trong trường hợp này, trước khi Triệu Mưu Sơn gây ra án mạng, hắn cũng là kẻ từng có tiền án về tội bắt cóc. Động cơ khi bắt cóc tất nhiên cũng là vì tiền, để tống tiền gia đình nạn nhân. Lần đầu tiên phạm tội là bắt cóc, rồi tiếp theo là giết người, đều là vì mục đích kiếm tiền phi pháp. Chúng ta có thể thấy rất rõ ràng, hành vi cướp bóc và tội ác khi tái phạm luôn ở mức độ tăng dần. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.